Dạ kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, tôi xin kể lại hồi thời tôi còn trai trẻ. Hồi đó đó là anh em bạn đông lắm. Trong cái ban tài tử mà, hồi đó chơi đờn ca miệt vườn kêu, bây giờ giờ kêu đờn ca miệt vườn đó, còn hồi đó không có cái radio, không có cái truyền hình, không có cái gì hết trơn á. Hồi thời tôi còn trai không có ba cái vụ đó, có cái dàn hát máy mà thôi, dàn máy mà quay quay hát dĩa mài kim đó, chứ không có gì hết. Rồi mấy bài ra là đờn ca sướng hát, rồi cũng bắt chước theo, nghĩa là người xưa làm nghĩa là gánh hát cái giả đồ này kia vậy đó, cũng năm bảy đứa, năm 10 đứa vậy đó, trai có gái có. Hỏi đám giỗ hay đám cưới hay là cái đám gì mà người ta làm hơi long trọng đó, là người ta cho mình hay, cho mình hay rồi mình lại mình chơi cái bằng vui vậy đó thôi, chứ không có ăn tiền ăn bạc gì hết trơn á. Bằng ngày á thì á là đi cày bừa gần chết, chiều về bữa nào mà người ta cho hay rồi đó thì thả bò sớm một chút, chiều đi về tắm sớm một chút, cái xa dọn ngang hàng nào nấy bận đầu tay rồi vô. Hồi đó dầu ba xu đin đó, kêu dầu ba xu đin mà hợp bằng thiết đó, xa bôi lên đầu nha, chải ở đầu mướt mượt nha, chải 73 đồ, thằng thì chải 73, thằng thì chải ổ gà, thằng thì chải đít vịt đồ này kia đó. Là đít vịt ở đằng sau hai cái mí tóc ốp lại mà có dầu Vaseline mới được, nó làm tóc mềm dẻo với nó dính, chà chảy ra đi dòm ngoài đường thấy cậu nào cậu nấy đi vậy, đầu mướt mượt nha, bận quần áo quần tây đồ, giác đờn đồ đi ngảo nghến. Hồi đó đi bộ không ha, đi lại đó cái chủ nhà người ta mừng lắm, ta chạy ra kêu vô cái dành riêng cho một cái mặt bằng tài tử nha, lại đó bánh trái đồ ăn uống trước, ăn uống đồ rồi cái mấy mở việc ra, thằng này đờn kia ca, rồi thằng kia ca mệt thì trở lại đưa đờn, thằng đờn này là ra ca đó. Làm vậy làm tới chừng cỡ khoảng 7 giờ, 7 giờ tối, 7 giờ tối thì ở xóm chòm người ta xúm lại có đám tiệc mà, ta xúm lại giúp giúp vui trong gia đình đó. Còn gái á rồi thì nó lại nói tiếp, hồi đó không có cái vụ đặt bàn này nấu không à, rồi xúm lại nấu nướng đồ này kia gần gần vậy đó, thì bắt đầu là làm tuồng hát, lập ra là hát cải lương đó, thì cũng nhái theo người ta rồi ca, mà cũng có nhiều anh ca hay lắm, ca giỏi lắm. Rồi hồi đó tôi có thằng bạn, bạn thì đông nhưng mà thằng thì tài này thằng thì tài nọ, chứ không phải mà có một cái anh út này, cái tài của ổng á khó ai kiếm được, mười mấy thằng anh em bạn mà có anh út này anh giỏi có cái này. Khi ban ngày đó ổng ở gần tôi, rồi hồi đó đi vô đồng đào chuột gắn bắt lương bắt này kia đấy, không là ổng không có đào, ổng nói ôi thôi mấy thằng bay đào đào đã đi, tao theo chơi với mấy thằng bay tới chừng nào mà hô dìa đó bay lại cái đìa đó đi, tao bắt cá với bắt lương gắn đồ này kia có nhiêu tao bắt trơn nhiêu à, tao bắt lên thì về ăn tao khỏi đào không. Cái đi mình tưởng đâu là hồi lúc ban đầu nha, tưởng đâu ổng nói chơi, nhưng mà cái biệt tài của ổng thật là hay mà mình học không được. Thưa quý vị, cái biệt tài như vậy tôi nói như vậy thì chắc ông này làm giàu dữ rồi chứ gì, nhưng mà không có giàu, cái nghề bằng hạ bạc nó vậy đó, muốn thì được muốn thì có, muốn ngày đó 100 200 đồng có liền, đi đồng một lát đem về vợ con đi bán có liền, mà không có làm giàu được cô bác.
trong gia đình không chuyện này cũng chuyện nọ hết, có tiền ra là vậy, bởi thành ra anh Út này không có dám làm có tiền dư, đủ xài ném ném trong nhà, nhà cửa đàng hoàng đều vậy thôi à, chứ không dám làm tiền dư. Nhà dư trong nhà thì con vợ nó bệnh hoạn hay là xảy ra cái việc này việc nọ cho hết tiền đó mới thôi, nó ngộ vậy, thành ra cũng ít người dám học. Chứ nghề đó nghề làm giàu nghe, mà nghề hạ bạc khó làm giàu. Bữa đó cái đi đào cũng ba bốn thằng ấy xúm lại đào về ăn, là chuột nấu chua ngon lắm nha cô bác, chuột nấu chua ngon. Chuột thì xào đồ kia ăn còn hơi mùi chuột đồ, nấu chua là hoàn toàn không có. Rồi tôi kể cái vụ mà nấu chua chuột, con chuột thì cái hơi rồi đó cô bác, phải xào lót cách hay là làm cách gì đó, là xào với gừng hay là cái vật gì mà cho nó bán cái mùi chuột. Nhưng mà tôi kể cái vụ này đi, rồi tôi kể tới cái vụ nồi canh chua chuột, sau này cho mấy chị em nhỏ sau này nó biết nó nấu chua chua chuột. Chứ giờ tôi thấy ít có ai nấu chua chuột lắm, đám tiệc cũng có. Hồi đó đám tiệc có nấu chua chuột, mà đem chua chuột ra rồi người ta ăn người ta không biết, không biết nồi canh đó là nồi canh chua chuột. Nói như vậy mới hay chứ. Rồi cái đã đời lại tới cái đìa kia, bây giờ này đào có rồi chuột, rồi lương, rồi gắn bông súng hồi đó đó, xeo xeo ít cái hồi bắt con nha, lại thấy cái tim nó xeo xeo. Mà đi có ổng thì bắt mau lắm, đi 1 tiếng 2 tiếng về à, ổng lại đất bằng vậy, ổng dòm cái hang rồi ổng đào hang này bay bắt lương đi. Mà lương bông hay là lương vàng nghính hay là con lịch ổng biết đó, biết ở dưới hang rồi làm như có mắt dưới vậy, anh em tôi mới phục. Cái ổng đi ổng dòm dòm nha, khơi khơi ổng biết mày mấy bay lại đào hang này có ếch, đào lên có ếch, đào có gắn hũ ngựa, đào có lương, nó hay vậy đó. Mà ổng không đào, ổng là đào mệt lắm, mày đào đi rồi tới tao bắt một chút xíu à, rồi về luôn. Rồi hết rồi cái ổng đi là giờ bay bắt đủ hết rồi heo, đủ ăn hết rồi heo. Giờ tới phiên tao bắt, ổng dẫn lại ngay cái đìa, ổng đi vòng ở trên mấy đìa vậy nè. Là ổng dám nói trước vậy chứ. Lại ổng ra chỗ này có con lương mỏ tay nè bay, lương chừng nửa ký à. Mà lương này lương bông, mà không biết ông coi cái bọt hay cách gì mình không biết, học không ra. Chỉ hoài không không được. Thì ông đi giáp vòng rồi, chính tay tôi xỏ, cầm sợi dây chì dài nè. Cái ông ra giờ tao xuống tao tắm ha. Tao tắm cái đìa này, mà nếu đủ ăn về, không đủ ăn ha, lại đìa kia, tao xuống tao lặn hơi nữa, thơi và bắt đủ ăn là về. Ông xuống cái ẩm rồi ha, ông mỗi hơi đều mỗi có. Ông lại ông bắt mà bắt lương ông cầm rồi xong lương ngoe không có tuột, không có tuột đi. Còn mình bắt mình cầm muốn chết rồi, phải bước lá nghệ. Con lương ngộ lắm nha cô bác. Cái lá nghệ trong đồng đó, bước cái lá nghệ rồi nắm nó cái nó xù xì. Nó không có vuột đi không gì hết, tại cái thép hay sao biết. Đó, thành ra đi bước lá nghệ vậy cái nắm nó. Còn ổng dưới sông ổng nắm lá nghệ mà ổng cầm con lương rồi cũng như lương chết vậy. Nhưng mà ổng cầm như thế này nè cô bác, cũng là cái mánh lới. Ổng cầm với ngón tay vậy, con lương dày đó, ổng cầm dày đó, đo ổng cầm dày đó. Mà lương không đi đâu hết trơn. Còn mình nắm con lương vậy cứ vuột ra đi hoài. Đó, vuột tới hay vuột lui đi. Còn ổng nắm dày đây nè, đó rồi ổng vụt lên. Ổng vụt lên rồi tôi xỏ đó em. Là một hơi rồi một cái cả chục con. Còn lương mà cỡ nhỏ nhỏ cắn ngón cắn cái đồ này kia nữa cầm tay ông dục lại hết trơn à. Ấu không lặn nữa, không lặn mấy lương đó nữa. Bắt là bắt lương bự vậy đó. Ông bắt có một cái đìa đó không, mười mấy con lương. Đó.
Rồi ông bắt mười mấy lương rồi ông la sao để tao bắt cá lóc. Mà tại sao ông sát gì ở nghề Hạ Bạc dữ lắm vậy không biết. Để tao bắt ít cá lóc về nướng ăn chơi. Mà hồi đó không biết nhậu. Ăn thì nhiều chứ không có nhậu. Rồi ổng đi cũng trong đìa đó, hai tay ổng ốp ở ngoài, ốp vô, ốp cái ồ vậy ha. Cá lóc á, nó sợ chung vô hang. Đìa nào cũng có hang xung quanh đó, nó chung vô đó. Thì ổng thọt tay vô, ổng thọt móc con cá lóc ra, giục lên. Ở trên sổ không muốn kịp cô bác. Ổng móc con nào nhỏ giục lại dưới đìa không bắt. Con nào bự giục lên. Mà ổng giục mà tôi sổ không muốn kịp vậy đó, một hơi mười mấy hai chục con. Ai làm lẹ tiền bằng ổng không? Đem về rồi đó. Thì cá lóc đó thì cứ việc cắm cây về bỏ ngoài hút gom đốt nướng chui. Thì tớp nào nấu gì nấu mà nấu nấu á, cá chua đồ này kia đó hen. Thì con lươn với con lịch á, nấu ngon lắm. Mình hồi đó không biết. Con sâm mà mình không có biết. Mình nói con lịch không à. Con bằng bắp tay vậy nè, nó ú mềm cũng y gan con lươn, hình thù giống hệt con lươn mà nó bông. Nhiều khi hồi đó tôi bắt đó, tôi thấy nó bông qua tùm lum tôi sợ tôi giục nó, không dám ăn. Nói nó lươn bông không dám ăn, ăn sợ là bị tồn phong đồ cùi đồ kia. Chứ sau này biết được rồi, nó lại mắc hơn. Biết được làm sao biết cô bác. Hồi đó người Việt Nam mình không có biết con sâm đâu. Bữa đó cái ông là Ba Tàu á, rồi mình kêu Ba Tài Tàu đó là bây giờ là hồi đó kêu mấy ông chợt á, là mấy ông Ba Tàu đó mấy ông ưa đi mua ve chai đồ mũ đồ dữ lắm. Hồi mới qua mà lập nghiệp, ổng đi mua qua mà gặp một thao lương hay đi chợ rồi một thao lương lịch rồi ổng biết bị gì, ông nào qua ổng biết hút thuốc bắc hết á. Ổng lấy cây ổng chỉ ngay con đó đó là con sâm, con lịch đó là có bông không, ổng chỉ vậy. Ổng bắt con này tôi bắt cho ổng, ổng mua hỏi mấy con, mua hết mấy con mà con đó hiếm có lương á. Cả trăm con mới có một con, lịch cả trăm con mới có một con như vậy. Còn về hồi đó đó, là chính là cái anh Út này nè, ảnh bắt ở dưới sông, ảnh dòm dưới sông như vậy mà ảnh biết vậy thôi chứ không biết con nào là con sâm đó. Tới ông bắt chuyên môn vậy mà không biết con nào con sâm. Nhờ cái ông Ba Tàu này, ông mua rồi ông nói, rồi mình thử mới biết. Ông nói ha, Việt Nam không có biết, con này ăn bổ lắm, con này đem về vị thuốc bắc, mà ông nói vị thuốc bắc gì đó tôi quên rồi, để vô hấp nó, rồi ăn nó hết, uống nước đó hết, bằng uống chục thân thuốc bổ, bổ lắm, người Việt Nam không có biết. Thưa quý vị, là vì nhiều cái gia đình cũng đổ bỏ nguyên nồi canh nữa, đổ bỏ bị gì nói nó con lịch không biết con sâm. Tới chừng nấu rồi để vô trong nồi mà nấu sôi lên và dạo rồi nó rã sạch trơn, nó còn xương không à, thịt nó rã ra nước hết rồi còn xương không, hoảng hồn mới nói trời ơi, hồi nãy tôi mần có một con lươn bông, tôi nghĩ nó là lươn ma đó, mà tôi thấy nó mập ú quá sao tôi cũng bỏ vô nấu thôi, nồi canh này không ăn, đổ bỏ cô bác. Bị không biết, sau này đó biết rồi đấy ha, thì kiếm nó ăn không chứ không có nó với lương là ăn nó chứ không ăn lương, ăn con lịch bông là con sâm. Là cái anh Út này đó bây giờ ảnh cũng bình thường thôi, ảnh không có giàu được. Nhưng mà tại ông tổ Hạ Bạc này không cho ổng làm giàu là vì học cái nghề đó là không cho làm giàu. Chỉ là bắt ăn đồ với bán chút ít đồ đủ tiền xài thôi. Chứ làm giàu rồi á, tôi dám hứa quý vị. Bây giờ hiện giờ mà
cá mà ổng bắt mà ổng làm giàu được, trong gia đình không có tai biến xảy ra việc này nọ đó hen, thì chấp ba cái ghe cầu. Một mình ên ổng thôi, ổng chấp ba cái ghe cầu mà ổng bắt cá ngon không. Ổng đi đi từ đầu kinh tới cuối kinh rồi ổng lên ổng về ổng bán còn nhiều hơn ghe cầu ba ghe cầu nữa. Bắt hay vậy nhưng mà ổng không có làm. Ổng nói làm chi, mình làm mang cái quả cái tội, mà lại là số tiền này không còn cầm được. Số tiền này đem về rồi là vợ đau, con đau, thật xảy ủi ra cái việc gì khác hơn. Tốn tiền này ra hết trơn rồi mới hết. Thì làm chi cho có tai họa. Bởi thành ra ổng làm giàu coi như trong tay mà ổng không giàu. Ổng cũng bình thường thôi. Thì tôi thấy cái việc đó đó, tổ pháp cũng còn linh lắm. Chứ không không. Là vì bắt anh em lại lại thăm tôi nè. Là không có gì ăn rồi, là mày đừng lo, để tao là cởi đồ mặc quần đùi ra. Ông phóng xong là một chút xíu à thì lên mặc xích mày ăn. Tôi lẩu theo vậy là ở dưới ông dục lịch dục lương lên, sợ không muốn kịp nữa. Một khúc xong về thì cả chục con rồi đó, không bắt bên một không cần bên kia, là đem về đó là nấu chua nào xào nào làm đủ thứ hết trơn. Bởi vậy ổng á, đi lại thăm tôi hay thăm anh em bạn nào đó thì không có lo cái đồ ăn. Ổng lại đó nấu cái ống tắm không đó là lên rồi ăn một ngày không hết nữa. Cái tài của ổng như vậy, bây giờ ổng còn sống nhăn cô bác. Anh lúc này ổng sống nhăn mà ổng già rồi, già như tôi rồi. Bị vậy ổng để coi nhỏ hơn tôi có 2 tuổi hà, 2 tuổi hay 3 tuổi gì đó hà. Rồi tôi năm nay 94, anh ổng 91 nè. Mà ổng còn sống nhăn, ổng mạnh dạn hơn tôi dữ lắm. Mà điều vợ ổng mới chết, vợ ổng mới chết đâu chừng tháng mấy 2 tháng nay đó. Là giờ còn mình ổng. Kính thưa quý vị, tôi xin kể lại một cái chuyện đời xưa. Ông bà nói lại với bà, nói ông Di với ông Đào này á, là gia đình, hai cái gia đình này cũng đều nghèo hết, mà đều ham học, kết làm anh em bạn, kết nghĩa với nhau, hầu trong học trong nhà trường lớp. Học một thời gian thì ông thầy nói á, bây giờ ở trên trường An mở hội thi ứng thí, mở khoa thi, thầy dạy hai con như vậy đây thì đi lên thi cử với người ta được rồi. Hồi xưa ở thi đỗ được thì đỗ trạng nguyên rồi vậy đó nha. Mà hai ông này nghèo quá, anh em bạn nghèo quá, tới chừng nghĩa là đi gần đi thi đó thì ăn để dành cơm, cơm mà bữa để nắm nắm vậy đó. Đặng mà khi mà tới cái năm mà đi thi, tới tháng đi thi đó, đặng mà có cơm ăn đi thi. Rồi cha mẹ chia với bắt đầu này là cha mẹ chết, còn hai đứa em kết nghĩa vậy thôi mà thương nhau dữ lắm. Cái lại tạ thầy ra đi, lên trường An đang thi à. Bị gì ở trên cái là đền vua có mở hội khoa thi mà. Thì hồi đó đi leo núi lội rừng đồ dữ lắm, chứ không phải bây giờ mà đi có tàu bè xe cổ đâu, đi bộ không à. Bài học đó đó, võ nghệ không trong trường, đi rừng không dám. Cọp, heo rừng, con thú là thú dữ ở trong đó đói mồi, nó gặp mình nó ăn hết rồi. Thành ra hai ông này á, vừa học văn mà vừa học võ, kêu bằng võ nghệ song tàn đó. Cái hai anh em quẩy bọc cơm khô đi lên thi, lên trường An đặng ứng thí thì mới có đi nửa đường à, cơm khô kiểm ăn kiểm lại coi á, là nếu hai anh em á mà cùng ăn thì đi không tới trường ăn, thiếu phải chết hết à, đói chết hết.
cái đi tới bữa đó có một trận giông mà trời sấm sét mưa tầm tã lớn lắm. Đi mới nói bây giờ anh lạnh quá đi hết nổi rồi, hai đứa em mình mới ngồi tảng đá đây đi. Đi mới thỏ thẻ nói với thầy, thôi bây giờ nếu đi lên trường A ứng thí á thì anh học giỏi hơn tôi, lên trển thì nó anh đậu được, còn tôi chưa chắc gì đậu. Mà giả chăng có đậu được đi á thì thân tộc tôi cũng không có, cha mẹ em chết chân rồi, tôi mồ côi có mình à. Mà tôi lạnh quá tôi không thể đi được. Thôi bây giờ anh bỏ tôi nằm cái tảng đá này đi, rồi anh cứ đi, đi cho kịp ngày giờ mà trường An ứng thí. Thì hai anh em bạn thương nhau quá, ông kia bắt đầu không đành đi, bắt đầu nói anh lạnh đó quá thì bây giờ tôi đi kiếm củi khô lại đốt cho anh hơn, rồi hết hai anh em mình cùng đi nữa. Cái bắt đầu đi cái là kiếm củi khô trên rừng, giác về thì đi mấy nằm ở trên cái tảng đá mà lột đồ hết trơn rồi, gói lại hết trơn rồi. Bắt đầu mới hỏi à, tại sao làm kỳ vậy, sao anh làm kỳ vậy, kêu bọn anh sao anh lột đồ ra hết kỳ vậy. Là không, đồ này anh lột ra để lại cho em mặc đang đi đường, còn anh thì không thể đi được nữa, anh phải chết thôi, bây giờ anh nằm đây anh sẽ chết, để cho anh ở tảng đá này anh chết. Thì trăn trối với bá đào đàng hoàng hết trơn rồi chết. Chết bá đào phải chôn, chôn tại chỗ cái tảng đá đó. Thôi giờ anh chết thì mình cũng đi, đi lên tới Trường An thì vô ứng thí được, đậu trạng nguyên rồi. Thì thường thường hồi đó nếu ai thi đỗ đạt được đó trong 3 ngày à thì cho bái tổ vinh quy đi về thăm thầy thăm bạn thăm cha mẹ dòng họ nội ngoại đó, cho đi thăm. Ba đào á thì 3 đêm rồi, ngủ 3 đêm mà bá đào á thì đậu trạng nguyên rồi thì thi với cho điểm kiểm bao về kêu anh ơi, anh hai anh em và về kêu em ơi, em chôn anh ở gần cái mộ của Kinh Kha, thành ra quân lính của Kinh Kha lại là đuổi sâu anh hoài à, đánh anh dữ lắm không cho anh ở gần. Cái bá đào giật mình thức dậy, nó ủa chỗ đó bộ có cái bộ Kinh Kha đó sao cả mà mình không biết, mình chôn anh mình ở đó bây giờ điềm mộng này là kỳ rõ ràng rồi. Thì 3 bữa cho bái tổ vinh quy thì bá đào tâu với vua muốn tâu bệ hạ là gì, để cho hạ thần tỳ nghi là xử trí chứ bây giờ không bái tổ vinh quy. Hồi đó bái tổ vinh quy rồi thì làng không phải dễ đâu à, làng phải trực chầu 2-3 ngày trước à, trống kèn vang dậy à là hỏi trạm của dân về tới rồi, ông trống ình ình trống chầu đó quánh ình ình lên, dân làng mới tụ họp lại mới mừng ông trạm của dân đồ làm dữ lắm. Bởi vậy ta nói hồi xưa ta nói lính về làng như là phụng hoàng về miễu đó, là lính thôi chứ không nói tới trạm của dân, mà người lính mà đi về tới làng rồi á ở làng ta trân trọng dữ lắm, như phụng hoàng về miễu vậy đó. Cái bá đào tâu lại với vua vậy thì ông vua nói được, nếu khanh muốn tùy nghi định liệu thì được, bây giờ muốn sao nói cho bao quân đi theo tôi, bây giờ tôi xin đó là đi về tới cái mộ của anh tôi thăm mộ, chứ tôi đây giờ cũng không còn dòng họ cha mẹ gì cũng chết trơn, tôi không bái tổ gì làm chi, bây giờ tôi về tôi thăm cái mộ của anh tôi. Cái ông vua phê chiếu xuống
thì dẫn quân lính đi lại tới đó. Lại tới đó thì ông Bá Đào này ông ngủ, thì thấy báo mộng kêu hay nữa. Nói không được em ơi, em làm sao bây giờ lấy cái bộ của anh đi chôn chỗ khác, chứ mà để đây gần cái mộ Kinh Kha, Kinh Kha sai quân lính của Kinh Kha lại đánh anh quá chừng đi, rồi đuổi anh đi không cho ở. Cái Bá Đào giật tỉnh mình thức dậy. Thức dậy rồi Bá Đào mới suy nghĩ, nếu như vậy thì anh mình vừa nói là rõ ràng như vậy rồi, thì bây giờ á mình phải trả thù. Mấy gian giá trước, hầu đầu gian giá trước, Bá Đào gian giá, biểu quân gia lập lên cái bàn giữa trời vậy á. Mấy ra đứng gian giá, Bá Đào đứng gian giá, Hoàng Thiên Hậu Thổ ở đây, nếu có linh thiêng thì cho cái mộ của anh tôi là quân lính của Kinh Kha đừng có lại xô đuổi đánh đập nữa, thì tôi để anh tôi yên ở đây. Còn nếu Hoàng Thiên Hậu Thổ ở đây, thằng gừng đồ ở đây, mà nếu Kinh Kha không bằng lòng thì cũng nên cho tôi một cái giấc mộng nó thấy. Nửa đêm thì Bá Đào giá vậy đó, vô ngủ lại. Ngủ lại là thấy Thúc Di trở về thiệt, trở về đứng cái em ơi em, bây giờ quân lính của Kinh Kha bắt anh xin vô cho tận mặt em. Nói với em ít lời rồi thì mặc tình họ làm sao họ làm. Thì Bá Đào giật mình thức dậy á, thì thấy ông anh đứng đó và có lính giám đứng bên. Ông anh tức quá thì bước xuống đi rửa mặt thì này mất hết. Rửa mặt đàng hoàng rồi ông anh mới đi ra ngoài chỗ cái bàn mà giái Hoàng Thiên Hậu Thổ đó. Ông mới giái lại, nếu như vậy là Kinh Kha quá quá sức, quá đáng. Là tôi đã giái Hoàng Thiên Hậu Thổ thằng gừng đồ ở đây, và giái Kinh Kha đừng có làm hại anh tôi nữa. Mà như vậy thì là cưỡng bức anh tôi quá độ. Thì bây giờ tôi xin với Hoàng Thiên Hậu Thổ để tôi trừ cái việc này, trừ Kinh Kha mới được. Cái ông vô ông tập hợp quân lính lại, bao quân lại. Ông ra thôi, bây giờ quân lính mấy ông ra đi trở về kinh đô, mấy ông là trình cái giấy của tôi đưa lên đây nè. Tôi xin với ông vua là tôi đi theo, cái là tôi phò hộ cái là anh tôi, chứ không để Kinh Kha ăn hiếp nữa. Thì ông rút gươm ra ông tự giận, ông đâm ông chết. Thì quân lính trở về triều đình đưa cái giấy của ông đưa lên, ông xin là để theo phò hộ người anh. Thì trong đêm đó đó là ổng nghĩa là tự giận ổng chết rồi đó, thì phát có trên trời có cục mây chớp nháng gần ì chảnh, rồi mưa xuống một đám mưa thật lớn. Thì nghe ngoài mạ mộ của Kinh Kha nổ rầm rầm ở ngoài, tới chừng sáng ra thì thôn giả xúm lại coi á, thì thấy cái mộ của Kinh Kha bể banh hết trơn, nghĩa là cát bay đá chạy chỗ đó hết, và cây cối gần đó là liệt hết, chóc gốc hết trơn. Trong cái đêm đó ầm ì như thế đó, thì chạy sớ về tới là triều đình. Thì ông vua ông nói nếu như vậy đó là Bá Đào vì anh em kết nghĩa mà chết là người cũng là trung liệt. Thôi bây giờ sai đó là quan văn đi xuống cắt cái đền thờ ở trại đó để thờ hai anh em Bá Đào và Thúc Di ở trại là chỗ đó có cái biểu. Từ đó tới sau dân tình ở đâu
Mà đi lại muốn cầu xin cái gì, đi lại đó nguyện trái là có, là phù hộ cho có được. Thành ra trong thời gian đó người ta tin tưởng dữ lắm. Trên gừng vậy đó, mà ai muốn gì thì đi lại tới biểu đó cầu, sẽ có dư ý được. Thì tới bây giờ tôi kể cái chuyện này là kể cái chuyện đời xưa hồi mấy ông cựu trào hồi đó kể lại, tôi nhớ tôi kể ra. Chứ bây giờ mà Bá Đào với Thúc Duy này đó, không biết cái biểu còn hay không. Cả mấy ngàn năm rồi chắc chắn là không biết còn hay không. Nhưng mà hồi thời đó thì người ta tin tưởng dữ lắm. Kính chào quý vị.